Đây là một vị tướng có cây nịch. What? Lắc một nịch khiến cả tan bạn nháo nhét. Wow. Có chiêu đẩy ra, lại có chiêu xô vào. Có nhiều đam, lại có cả sát thương chuẩn. Các bạn biết tôi nói đến ai rồi đấy. Đó chính là VZ. Chấm dứt cơn ác mộng với chiếc nịch của VZ. Vì hôm nay, Lai Vân có mặt ở đây để giúp các bạn khắc chế vị tướng này. Dậy đi ông cháu ơi. Chào mừng đến Bình Nguyên vô tận. Ừ, đấy. Đấy thử. Let's make a run together. I'll be by your side. Before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up. Before we collide. Chú ý xe ta. Suka. I'm ready to fly. Make a run together, I'll be by your side. Before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up. Before we collide. When we collide. Let's make it last forever. I'm ready to fly. Before we collide. When we collide. And when the sun don't shine on you, just heat it up. Before we collide. Chú
Yuka không vô nhỉ? Yuka vô là là thằng nào đẩy ta quá xuống dưới đếp bạc à. Dạ. Cáp của hai tê. Ô mày có. Khi đấy kêu hỏi ti đâu mày. Mấy người chết đi. Hỏi lại nè. Này đẩy nó ra chí quá lại đu vậy. Đu lại á. Ú rồi không thích chạy đâu. Ai đẩy nó ra nữa rồi. Nó đang đi vô cứ đẩy nó ra lại ngoài. Ta cho bụi blue. Mắc mờ. Lâu hơn tùy đi. Mày hôm nay múa nhiều quá thôi. Múa nè, vậy mà múa đi. Múa nhất cái đầu thiệt. Lướt chậm đấy nhờ. Giờ thì không chán nữa đi. Đéo cứ lại. Còn lâu nó lướt nhiều quá. 40 cooldown. Nghĩ cưng được nó chứ. Quái thai rồi, không phải là con người nữa rồi. Một giây nó lướt một lần. Đú luôn. Mày quyết tâm lấy cái chủ mít vậy, rồi sao sống?
Cho rút cái, cho rút cái. Cho rút cái. Thằng Laurel này nó múa nhiều đường quá. Wow. Thụt hai cái mất tiêu luôn. Kẻ địch đầu hàng. Hello xe nha. Áo cũ mặc một lần. Mặc một lần.